quý vị và các bạn thân mến, hiện tại tôi đang ở ấp Xẻo Nhàu ha, xã Tân Thạnh, huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tham quan không khí của cảng cá nha quý vị và các bạn. Thôi chúng ta đi quý vị và các bạn đi. Đây là không khí của cảng cá Xẻo Nhàu. Đây là cá ba thú nè quý vị và các bạn. Cá này khi nhỏ này là sẽ gọi là cá ba lành nè quý vị và các bạn. Và khi nó lớn lên thì nó sẽ là được gọi là cá ba thú. Cá ba thú là cá bạc má luôn hả anh? Cá ba thú riêng, cá bạc má riêng anh. Thưa quý vị và các bạn, đây là cá ba lài. Cái này là chạy cách đất liền là khoảng 20 km và tương đương với là 10 hải lý quý vị và các bạn để đánh bắt trong đêm. Cá rất là nhiều quý vị và các bạn. Mật cá, mật cá, cá ảo. Đây là không khí cảnh lên cá của buổi sáng của cảng Xẻo Nhàu. Rất là nhiều cá ba lài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Quý vị và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.